khu vườn rau nhỏ này chúng tôi trồng vào đầu mùa xuân. Xà lách rất là tốt. Cây tía tô khá tốt. Húng cây, húng lũi, khổ qua. Dây khổ qua bắt đầu có trái nho nhỏ. Khổ qua loại này trái rất dài. Của một ông bạn cho hạt giống. Vài tuần sau, các dây khổ qua, dây mướp bắt đầu leo khá cao. Có một số dây bí, bí đao mà nó tự động lên chứ không có cái đồng. Nhưng mà những dây bí này nó rất mạnh, nó lấn luôn những khổ qua và dây mướp.
đao mà chúng tôi vừa hái vào. Không để ý có thể bóp vào những hang của chúng đào và té. Bởi vậy các chỗ trồng rau của chúng tôi phải rào lại. Đây là cái sung Mỹ của chúng tôi. Cái sung này năm nay rất cao và trái của nó, tuy trái của nó không được lớn nhưng mà khá nhiều và ăn khá ngọt. Đây là dàn bầu chúng tôi mới vừa trồng vào đầu mùa xuân. Nó chưa có trái nhưng mà lá của nó rất xanh tốt. Đây là cây lê Á Đông, trái không nhiều bằng những năm trước và trái của nó cũng bắt đầu lớn. Cây hồng giòn của chúng tôi năm nay trái tương đối ít và trái được không được lớn lắm.
đất nhỏ này được trồng tía tô và hẹ. Ở trong các chậu chúng tôi trồng rau đắng, ngò ôm và có một cây củ hoa leo ở đây. Đây là cái dưa leo chúng tôi để giống, nó đã già. Vài tuần sau, các loại dưa leo chúng tôi trồng nó đã leo mịt mù, bây giờ che khuất bên trong. Dây mút leo lên bờ tường.